Rồi, ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình quay trở lại để giới thiệu cho các bạn một là tip thủ thuật mới. Đấy. Đó là về ghi chú cho đường ống. Đấy. Tạo ghi chú cho hệ thống piping. Hệ thống piping của mình á, thực sự thì mình sẽ chia làm hai loại. Một loại là có độ dốc và một loại không có độ dốc. Đấy. Loại có độ dốc á, là các đường ống như là ống thoát, phân, thoát rửa, thoát xỉ. Đấy. Còn những đường ống mà không có độ dốc như là ống thông hơi, ống nước cấp hay là các ống chiêu lơ, nó sẽ không có độ dốc. Thì đối với các hệ thống mà không có độ dốc á, thì lúc mình ghi chú này, ghi chú nó sẽ có những lưu ý này, nó sẽ có cung cấp cho mình những thông tin này, thông tin là giống như ở đây sẽ có đường ống V-kép, đường ống VP đi, VP này thông hơi này. Đấy, sẽ có cái chú gì? Đầu tiên là tên viết tắt của hệ thống. Thứ hai là DN bao nhiêu. Thứ ba là cao độ đáy ống. Đấy. Còn đối với thằng thoát nước thì sẽ có những lưu ý. Đó là thằng chú thích cho thằng đầu tiên là thằng tên của hệ thống. Đường ống của mình là gì? Đấy. Cũng DN bao nhiêu? Đấy. BOD cao độ bao nhiêu, thì cao độ ở đây mình sẽ có hai cao độ, ở đây mình sẽ có hai cao độ. Đấy. Cao độ một là cao độ đầu, cao độ đối với độ dốc á, thì nó sẽ có cao độ của là điểm đầu và cao độ điểm cuối để lúc thi công thì thợ á, nó sẽ biết nó đặt ống ở cao độ đầu bao nhiêu và cao độ cuối bao nhiêu để lúc mình để mình bắn ti cho nó đúng. Đấy. Chứ nếu mà mình ghi chú ở giữa này thì thợ chắc chắn nó sẽ không có bắn được đúng cái vị trí, đúng cao độ mà mình mong muốn. Đấy. Để nó thi công cho đúng được. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ghi chú cho đường thẳng nha. Tạo ghi chú đường thẳng. Đấy, vào một cái file Revit này. Để giả sử hệ thống cấp nước đây. Mình có một mặt bằng cấp nước vậy đây. Đấy. Một cái nhà vệ sinh. Rồi vậy mình thử tạo ghi chú cho thằng này nha. Thì mình dùng lệnh TG. TG hoặc là vào annotation, annotate này. Chọn tag by category này. Đấy. Đấy, thấy không? Thì đấy là cái chế cái ghi chú mặc định. Đấy. Bạn bỏ thêm cái thằng mũi tên vào nhé. Đấy. Đây là ghi chú mặc định. Đấy, thì nó chỉ có là cái size ống thôi. Rồi. Thì đầu tiên mình tạo cái chú nha, tạo cái chú cấp nước thì mình sẽ edit cái thằng này ra, edit family. Đấy, nó có sao không này. Thì mình thấy này, mở file lên. Thì nó sẽ có là thằng trong cái chú của mình sẽ có các thuộc tính này. Tên hệ thống, đường kính và cao độ. Rồi thằng cấp nước nha, mình lấy đường kính nha. Đường kính thì mình lấy D thôi, nhưng cần DN. D. Thì mình sẽ edit Edit label nha. Đấy. Thấy chưa? Ở phần size này, phần size mình sẽ bỏ cái size này đi. Mình sẽ lấy đầu tiên là thằng system hệ thống mình sẽ lấy cái tên viết tắt của nó. Đấy là system application, cái này là gọi là tên viết tắt. Đấy. Thì mình phải tên viết tắt thì mình phải tạo tên viết tắt ở trong lúc setup hệ thống thì lúc mình load vào á, lót cái này vào thì nó mới hiện nha. Bạn lưu ý về vấn đề đó. Đấy. Rồi tiếp theo là thằng kích thước là thằng dimension, diameter đi. Đấy, thằng này luôn. Rồi ở đấy đường ống thì mình xài đế thôi, không xài DN. Rồi ok, tiếp tiếp là mình sẽ xài thằng mình tiếp tục mình sẽ lấy thằng gì ta, thằng đấy. Tiếp tục mình sẽ lấy thằng cao độ của mình là cao độ là BOP đi, BOP là cao độ bottom opposite, còn cao độ dưới đấy, bottom bottom middle star middle này, bottom đâu đây, cái bottom đấy, bottom elevation là được rồi, bottom elevation, bởi vì cao độ của thằng này là của thằng ống thẳng thì là nó có một cao độ rồi, để mình lấy là bottom elevation thôi. Đấy, thì mình sẽ ký hiệu thế nào.
Đầu tiên hệ thống này, D này, rồi đúng rồi, D bao nhiêu, rồi bottom elevation đúng không? Bottom elevation thì mình là BOP đấy, bằng FFL, FFL cộng đấy. Đối với ống mà ống thoát, ống cấp thì nó mình đang lấy theo cao độ ở phía trên đấy. Rồi đây phải cài ra xem đấy, đúng rồi, hệ thống này DN này, BOP bằng FFL còn bao nhiêu đó. Rồi ok không? Ok. Đấy. Rồi kéo cái này ra xíu. Đấy. Rồi. Lót vào thì sang. System. Lót. Đấy. Cái nào? TG này. TG lại này. Đấy. Thấy không? Thấy không? Còn 38 này, cái này mình đổi đẩy cao độ lên. 3188 đúng không? Mình lấy 3200 đi. Đấy. Thấy không? Đấy. Đó là mình tạo cái thằng ghi chú cho thằng Đấy, ở đây có chữ D25 này, mili này. Thì mình bỏ 25 đi. Muốn bỏ cái chữ 25 mili đó thì sao? Vào edit label nha. Đấy. Bạn chọn vào cái mục hệ thống này, edit parameter này. Tick, bỏ tick cái này đi. Use project setting. Đây mình để none. Cái unit symbol mình để none nha. Ok. Ok, load vào project. Đấy, thấy không? Giống chưa? Rồi. Đấy. Bạn có thể thay đổi đấy, thay đổi cái kiểu chữ. Muốn chữ xuyên hay chữ thẳng gì tùy. Đấy, 0.75 thôi, cho nó chữ nó nhỏ lại, cho nó ốm lại. Gây lại. Đấy, đặt xuyên này. Chọn thằng nào đó, Arial được rồi, apply ok. Đấy, bắt nha. Đấy. Nào. TG. Xem này. Đấy. Đấy. Nào. TG. Đi bottom thì bottom, còn muốn đi middle thì bạn chọn middle thôi. Dạ. Đấy, thấy không? Ok. Giờ mình sẽ tạo cái chỗ cho thằng thân nước nha. Đấy, thân nước. Cho thằng này đi. Rồi ok. Thì bạn sẽ edit thằng cái chú, từ thằng cái chú cấp nước này. Edit. Đấy. Rồi bạn sẽ add cái này lại. Để sau này mình sai. Đấy. Thì sẽ add. Đấy, tạo thư mục vào thư mục, một thư mục mình tạo sẵn nha. Thì sẽ là cái chú tag này. Cái hiệu là tag này. Đấy. Py. BOP py, BOP py. Set. Rồi. Bắt vào. Đấy. Rồi được chưa? Rồi từ đây mình sẽ sell add thêm một cái nữa. Sell add cho thằng thoát nước này, sell add thoát nước. Có thằng thoát nước thì thằng có slope thì mình sẽ đặt tên nó là star. Star. BOP by slope. Đó. Slope step. Đó. Ok chưa? Rồi ở đấy á, mình sẽ là edit nha, edit label. Đấy. Diameter và bottom thì mình sẽ không sai. Mình sẽ sai là thằng đường kính ngoài đi. Đối với thằng thoát nước thì mình nên chọn đường kính ngoài. Cái đó thì tùy thôi, tùy vào cái mục đích thôi. Bạn thiết kế theo DN thì bạn cứ để size hoặc diameter. Còn mình thì mình thiết kế theo đường kính ngoài, con nước. Thì mình size outside diameter. Đấy. Thì đi. Ok. Edit đi, edit.
cái này mình bỏ cái mm đi, lăn, ok, rồi xong, giờ cao độ đầu đúng không? Start middle elevation này, mình sẽ là lấy từ thằng này mình tạo một cái parameter mới gọi là start bottom, đấy, elevation, BOP mà, cái phải là đáy ống, mà trong này không có đáy ống thì mình sẽ tạo thôi vào cái edit này để tạo một cái parameter mới. Và sẽ đặt là thành star bottom elevation đấy. Comment line đấy. Cái này mình sẽ đặt hàm vào thôi, chọn mình sẽ lấy thằng star middle elevation, ok, trừ cho thằng outside đúng không, outside diameter chia 2, outside đây diameter trên 2 đấy, thì mình sẽ được cao độ của thằng đáy, ok. Rồi tiếp là mình sẽ bỏ thằng ở đấy, mình sẽ đặt là BOP đấy, sẽ bằng FFL vậy thôi. Rồi ok. Rồi slot nha. Bỏ slot vào. Đấy, y bằng. Đấy. Đây. Cắt ra một cái. Rồi ok. Ok nha. À, lưu ý là thằng slot này bạn nên đừng có để phần trăm vào. À, để phần trăm luôn. Nhưng mà đừng có ở chỗ này á, mình không cần phải mình làm tròn về không chỉ số thập phân, ok, rồi mình lót vào thôi, đấy, bây giờ là này nha, cái chỗ TG này, đấy, kiểm tra xem đúng không? Đây, kiểm tra được ống này, được ống cao độ đầu của nó, cao độ đầu star middle elevation là âm 602.4, là âm 602, đấy, âm 602 đi, âm 602, đây 602 luôn, 602 mà còn đi, đây là đường ống 110 chia 2 là 55, đấy, 55 bằng 657 đúng không? 657 chính xác. Đấy. Edit chọn thằng chú thịt vào. Chú thịt. Ok. Đấy. Thấy được không? Ok. Rồi. Thì mình sẽ tạo ra một cái thằng ghi chủ mới cho thằng cuối đường này. Vẫn là BOP nhưng mà cho thằng cuối đường. Đấy. Thì bạn CLS Ronet chứ nha. Rồi. File này, CLS nó ra CLS thành N nha, thay vì star thì mình sẽ ND đấy, ok đấy, load vào đấy, rồi mình có N rồi, rồi mình hiệu chỉnh thằng này nha, hiệu chỉnh edit đấy, star bottom elevation này thì mình sẽ đổi lại thôi, chỉnh lại edit thành N nha, N bottom elevation. Đấy, giờ này mình cũng đổi về thằng N middle elevation. N middle elevation. Đấy. Trừ outside diameter trên 2. Ok. Ok, rồi, lót vào. Đấy, được không? TG. Đấy. Đấy, thấy không? Đấy. Edit thêm cái chỗ vào, thêm mũi tên vào, ok đấy, ok. Về hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để tạo cái chỗ cho hệ thống đường ống mà không có độ dốc và hệ thống đường ống có độ dốc trong Revit đấy. Và rất cảm ơn đấy, các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo của Encatech. Người đây tạm biệt và hẹn gặp lại.